Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Như thường lệ, hôm nay kết thúc phiên giao dịch thì chúng ta cùng nhau nhận định thị trường trong phiên giao dịch hôm nay ngày 23 tháng 1 năm 2024. Tính đến hết ngày hôm nay thì hiện tại trên thị trường có khoảng trên thị trường chứng khoán trên các cái doanh nghiệp niêm yết thì có khoảng hơn 500 doanh nghiệp đã công bố cái báo cáo tài chính của quý 4 cũng như là hòm hòm được cái lợi nhuận của năm 2023. Thế thì có rất nhiều các cái công ty cũng báo lãi kỷ lục, thậm chí là lập đỉnh lợi nhuận, mặc dù là chúng ta thấy rõ ràng là góc độ nào thì chúng ta nhìn thì cái năm 2023 thì nền kinh tế cũng gặp rất nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp, từ doanh nghiệp niêm yết cho tới những doanh nghiệp chưa niêm yết thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, rồi các cái đơn hàng hoặc là các cái hoạt động kinh doanh sản xuất cũng đều gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì cũng có khá nhiều các cái doanh nghiệp niêm yết ra cái báo cáo tài chính là thậm chí là lãi kỷ lục. Có nhiều doanh nghiệp thì là báo lãi so với cùng kỳ, thì cái cùng kỳ của năm 2022 thì đấy cũng nền thấp thì nó là ổn, nhưng mà đây nó vẫn là lập đỉnh lợi nhuận trong năm 2023, một cái năm rất khó khăn như thế. Thế thì chúng ta cũng phải theo dõi thêm để cho chúng ta hình dung được câu chuyện rằng đôi khi không phải là cái gọi là cái suy thoái hoặc là cái nền kinh tế nó yếu thì nó tác động đến toàn bộ nền kinh tế, đúng không ạ? Giống như chúng ta bảo là trong cái lúc mà khó khăn, tất nhiên là những ông nào yếu, những doanh nghiệp yếu thì vẫn cứ yếu và vẫn cứ có thể là gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà đôi khi khó khăn của doanh nghiệp này thì lại là một cái lợi thế của một doanh nghiệp khác. Hoặc đâu đó thì khi mà cái lãi suất, cái nền lãi suất nó cao chẳng hạn, thì cái chi phí tài chính, cái chi phí vận hành, rồi chi phí của doanh nghiệp nó tăng lên. Thì gì? Những cái gọi là chi phí về lãi vay, đúng không? Nó cao quá thì những doanh nghiệp nào mà có cái nền tảng về tài chính tốt, tức là không có vay nợ hoặc là ít vay nợ hoặc thậm chí là còn đi cho những doanh nghiệp khác vay được thì cái lợi nhuận của nó vẫn tốt, hoặc là những công ty làm về các cái dịch vụ mà nó vẫn duy trì được cái mảng sản xuất, cái mảng dịch vụ của họ tốt thì nó vẫn mang lại cái lợi nhuận rất lớn như vậy. Đấy, thì để chúng ta trong cái phần nhận định thì chúng ta chia sẻ thêm một số các thông tin để có thể là chúng ta cũng nhìn nhận được, cũng có thể đánh giá được, để không chỉ bây giờ, thật sự là không chỉ là bây giờ chúng ta thấy nó báo ra báo cáo mới biết là nó lãi rồi chẳng hạn. Thế thì cái nhiều bạn lại bảo thích thì báo cáo rồi thì còn nói gì nữa. Nhưng mà tôi nói thật bạn, nếu các bạn ở lâu trong thị trường tài chính, đúng không ạ, còn đầu tư lâu dài thì chúng ta hình dung là trong bất kể một cái bối cảnh nào, đúng không ạ, không phải là tất cả các doanh nghiệp nó đều là khó khăn, đều là suy thoái, đều là đi xuống cả. Đấy, thì chúng ta hình dung, chúng ta có thể ghi nhớ lại những cái giai đoạn như thế này, nền kinh tế khó như thế này, có những doanh nghiệp nó vẫn lãi kỷ lục. Thế thì có thể là nếu một cái chu kỳ sau, một cái nhịp sau chẳng hạn, đúng không ạ, thì đâu đó chúng ta vẫn có thể là nhớ, vẫn có thể nắm bắt được, để sau này có thể là lúc mà thị trường nó yếu thì chúng ta đầu tư vào những doanh nghiệp như thế. Hoặc là cách cách thức chúng ta lựa chọn doanh nghiệp chúng ta đầu tư trong những cái bối cảnh như thế này, thậm chí là kể cả năm 2024 này có thể mọi thứ nó chưa tích cực lên đâu, đúng không ạ, đó, thì cũng không phải là tất cả mọi công ty đều đi xuống, không có lợi nhuận hoặc là báo lỗ, vẫn có nhiều công ty nó cũng sẽ lại báo đầu báo lãi kỷ lục vào năm cuối năm 2024 nữa. Đây cái chính là chúng ta nghiên cứu rồi chúng ta tìm ra những cái doanh nghiệp như vậy để chúng ta đầu tư thì nó mới là hiệu quả được, chứ cũng không phải là tranh cãi sớm muộn, tranh cãi trước sau, tranh cãi ai đúng ai sai thế này thế nọ, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta cùng nhau nghiên cứu thêm, và tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo, không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Rồi quay trở lại với thị trường của phiên hôm nay trước để chúng ta cùng nhau tổng hợp lại thị trường. Thì phiên ngày hôm nay thị trường chúng ta giảm khoảng 5 điểm, hơn 5 điểm một chút xíu. Đúng không ạ? Tất nhiên đây không phải là cái mức đóng cửa, thì không phải là mức thấp nhất trong phiên. Cho nên có nhiều lúc giảm 7-8 điểm. Thì đầu phiên thì vẫn mở gap, nhưng mà từ đó về sau thì thị trường bắt đầu trùng xuống. Và chúng ta vẫn nhìn nhận được một cái câu chuyện là gì? Những cái cổ phiếu nào mà kéo thị trường trong nhịp vừa qua thì có vẻ như là đang kéo ngược thị trường trở lại xuống, đúng không ạ? Nguyên cả tuần trước thì chúng ta thấy là nhóm ngân hàng, mà cụ thể là các ngân hàng lớn như Vietcom, CTG, BIDV chẳng hạn, là kéo điểm số lên, kéo thị trường lên. Thế thì hôm nay thì cũng đó cũng là những cái trọng số, những cái tác nhân mà kéo thị trường giảm phiên ngày hôm nay. Có thêm Vinhome, rồi thêm cả MB, ACB chẳng hạn đó. Thì chúng ta thấy là những cái động lực chính để mà kéo thị trường trong ít nhất là nay phiên này thứ 3, thứ 6, khoảng hơn 10 phiên, khoảng 10 phiên vừa rồi thì hôm nay thì bắt đầu có dấu hiệu chứng lại. Hôm qua chứng lại một chút, đúng không ạ? Hôm qua chứng lại một chút với một vài cổ phiếu ngân hàng. Hôm nay thì nó rõ ràng hơn. Đó, rồi thêm một số mã khác nữa. Đó thì chúng ta thấy là nói chung là lên bằng đường nào thì xuống bằng đường đó, đúng không? Hôm qua chúng ta cũng có chia sẻ một vài mã cổ phiếu là có dấu hiệu quay đầu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu trụ, nhóm cổ phiếu lớn. Bây giờ các bạn để ý trên thị trường thì vốn hóa lớn nhất bây giờ là Vietcom. Lớn thứ hai là BIDV, thứ ba mới là Vinhome, thứ
thứ bốn là VIX. Đã, ví dụ vậy thì chúng ta xếp theo cái vốn hóa thị trường thì gần như là Vietcom với BIDV mà nó ở chiều giảm thì kiểu gì nó cũng đỏ. Nhất là hôm nay lúc mà bắt đầu vào phiên ATC thì chúng ta thấy là có một cái lượng lệnh tương đối lớn, cái lượng lệnh mua tương đối lớn đến Vietcom và BIDV ấy, thì nhân làm điểm số xanh ngắt lại. À, nên lúc này chúng ta nhìn thì có khi hơi giật mình một chút xíu, kéo về con bánh bát ngát, nhưng mà sau ATC thì cân lại thì nó vẫn cứ đóng đỏ như thường. Rồi ở chiều chiều tăng đối với nhóm ngân hàng thì hôm nay vẫn còn là Techcom và STB trong cái chiều tăng. Techcom thì cũng ra tin kết quả kinh doanh mặc dù là có suy giảm nhưng mà họ tăng trích lập dự phòng, và đâu đó cũng có những thông tin là sẽ chi cổ tức bằng tiền sau rất nhiều năm không chi cổ tức ấy, thì có thể đây cũng là một cái tin hỗ trợ cho cổ phiếu Tech ngày hôm nay. Và một số các cái cổ phiếu khác thuộc nhóm nhóm nhỏ hơn ha, thì cũng đóng góp vào điểm tăng đây, kéo điểm kéo thị trường này, nhưng mà kéo không có lại, không có lại so với những cái cổ phiếu vốn hóa lớn. Các bạn nhìn ở đây toàn là trong top 10, top 20 không à, kéo. Và thanh khoản của thị trường thì hôm nay vẫn tập trung vào nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán là chính ha. Ở chiều về phân bổ dòng tiền thì hôm nay chúng ta thấy bắt đầu lực bán bắt đầu tăng hơn khoảng 50% dòng tiền là ở cái chiều bán là chủ động, trong khi cái lực cân lại thì nó cũng không ổn lắm, đúng không ạ? Yếu tố về nước ngoài thì là hôm nay nước ngoài vẫn tiếp tục mua ròng. Phiên ngày hôm qua thì khối này cũng cũng mua ròng rồi. Hôm qua mua ròng cũng tương đối mạnh, hôm nay tiếp tục mua ròng. Đó. Này chúng ta thấy là ngày hôm qua thì cũng mua ròng tương đối nhiều, gần 500 tỷ, đúng không ạ? Đó, phiên ngày hôm nay thì cũng mua ròng tiếp, thì như vậy là chúng ta nhìn về cái dấu hiệu của dòng tiền của khối ngoại thì vẫn đang giao dịch khá là tích cực, trong khi giá trị giao dịch của ngày hôm nay mua ròng là 240 tỷ, trong tổng giá trị giao dịch là 3.500 tỷ, thì cũng là bắt đầu là giá trị giao dịch lớn lại rồi. Đó, thì hy vọng là cái dòng tiền này nó quay lại, đúng không ạ? 9 tháng năm ngoái bán ròng, bây giờ từ giờ đến cuối tháng xem là có mua ròng cả tháng không. Thì chúng ta theo dõi thêm câu chuyện về dòng tiền này. Thanh khoản của thị trường hôm nay thì lại thấp hơn phiên ngày hôm qua. Đó, thì nến đỏ thì cũng chưa có gì gọi là tệ lắm, đúng không? Cái mức giảm này không lớn, nó tác động một vài cổ ngân hàng thôi. Như hôm qua chúng ta chia sẻ trên biểu đồ kỹ thuật chúng ta nói rồi là cố gắng điều chỉnh lại một cái nhịp trước khi gọi là cân bằng lại rồi có thể là kéo tiếp cũng được. Chứ cái đoạn từ giờ đến Tết thì cái nhu cầu về tiền hoặc là cái việc cần tiền hoặc là cái việc đánh lên đánh xuống thì chắc là vẫn có thôi. Rồi chúng ta xem một số các cái tin tức tỷ giá ngày hôm nay thì hạ nhiệt một chút so với ngày hôm qua. À, một phần là do đồng đồng đô la nó cũng suy yếu vào tối ngày hôm qua. Đó. Nó quanh quanh khoảng 24.000. Trên thị trường tự do thì nó đang khoảng 25.000, hơn 25.000 một chút xíu ha. Còn nếu mà ở các ngân hàng thì nó quanh quanh khoảng 24.500, 24.700 gì đó. Đó, tỷ giá nó hạ nhiệt. Và ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu hệ thống thanh toán của các tổ chức tín dụng để cung ứng các cái tổ chức dịch vụ trung gian này thì đảm bảo hoạt động liên tục ổn định trong cái dịp Tết. À, đặc biệt là cái giai đoạn cao điểm trước Tết liên quan đến lương thưởng rồi rút tiền về ăn Tết vân vân. À, thì đấy chúng ta thấy rõ ràng cái câu chuyện là cái áp lực về mặt tiền tiền mặt hoặc là rút tiền ra để sử dụng trong cái dịp Tết năm nào nó cũng lớn. Đấy, thì cái này là yêu cầu. Thì đấy cứ kể cả như trên thị trường chứng khoán vậy nãy mình nói đó, là cái nhu cầu về tiền của sử dụng cần tiền để mà đi về quê hoặc là sử dụng trong dịp Tết nó cũng rất là lớn, thì có thể là cái lượng tiền trong tài khoản chứng khoán của chúng ta đôi khi cũng cũng bị gọi là rút ra để sử dụng một cách tương đối đấy. Chúng ta theo dõi thêm cái thanh khoản của mấy phiên gần đây, ít nhất là từ đến Tết ha. Hôm qua thì chúng ta có chia sẻ với nhau về cái việc là thị trường chứng khoán Trung Quốc đúng không ạ? Người ta mất niềm tin, người ta chờ đợi nó và gì đó. Bất động sản thì không ai mua, tiền thì vẫn là gửi ngân hàng là chính, hoặc là rút ra mua vàng thôi chứ không mua chứng khoán. Thế thì Trung Quốc đang cân nhắc đúng không? Đang cân nhắc là bơm một cái gói, một cái quỹ khoảng đâu đó khoảng gần 300 tỷ đô để mà cứu, không biết cứu kiểu gì đây. Đúng không? Đó. Chủ yếu là gì? Phục hồi niềm tin của nhà đầu tư. Đấy. Thủ tướng Lý Cường kêu gọi rồi, có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Chứng khoán Hồng Kông hôm nay, Hồng Kông với Trung Quốc thì hôm nay có vẻ là đây sẽ thống kê là này chúng ta nhìn này, Shanghai đây Trung Quốc Hồng Kông hôm nay bắt đầu hồi phục rồi. Đây là có thể là những cái tin tức hỗ trợ các bạn, đúng không? Đó, mới cân nhắc thôi, tức là về mặt là đánh tiếng trước là đưa ra một cái thông tin như vậy chứ cũng chưa gì hết, nhưng mà thị trường hồi phục liền, đúng không ạ? 300 tỷ giờ nó to lắm, đúng không ạ? Còn còn chính sách là hỗ trợ kiểu gì? Đó. Những cái đợt giảm trước thì Trung Quốc cũng có cũng liên quan đến các cái chính sách của nó thôi. Hàn Quốc hôm nay cũng xanh, hôm nay chứng khoán Nhật thì giảm nhẹ đúng không ạ?
châu Âu hiện tại đang giao dịch cũng vẫn xanh đấy, châu Âu mọi thứ vẫn ổn đúng không ạ? Mỹ cũng vậy, chứng khoán Mỹ hôm qua cũng tăng, vẫn giữ tăng điểm tăng tốt. Hiện tại các hợp đồng tương lai của Mỹ vẫn đang xanh. Hôm qua thì chúng ta thấy là chỉ có giá vàng hôm qua thì điều chỉnh một chút xíu, nhưng mà giá dầu hôm qua tăng khá mạnh, tăng lên lại dầu dầu lên này gần 74 rồi, qua tăng gần 2%, nó dầu hôm nay vẫn đang tiếp tục hồi phục rồi. Bitcoin thì nhịp này đang giảm, đúng không? Bitcoin nhịp này xuống dưới 40.000, BTC xuống dưới 40.000, Ethereum cũng đang giảm tương đối. Đó. Thì khi cái quỹ này thật nhiên nó không phải là gọi là gì đó, bình ổn thôi, nói chung là bình ổn thị trường, đúng không? Năm 2025 nó cũng 215 nó cũng bình ổn một lần rồi. Đó. Bây giờ thì không biết bình ổn kiểu gì, có khôi phục lại được không, có nỗ lực lại được không. Bên đó nó cũng sắp nghỉ Tết rồi, hy vọng là thế. Hồi đi cho bà con vui chứ không có là chứng khoán Mỹ thì lại lên bát ngát rồi, lên 38.000 rồi, lại đỉnh của các loại đỉnh này. Đó. Đúng không? Hôm nay mốt đi thì hạ tín nhiệm cái mốt mốt đi thì hạ tín nhiệm cái gọi là nợ của các nước châu Á, đúng không ạ? Đấy, triển vọng là xuống mức tiêu cực rồi. Thì mà Trung Quốc phục hồi không như kỳ vọng, các cái nền kinh tế khác cũng vậy, đúng không ạ? Đó. Thì cái tín nhiệm nợ công của châu Á là cũng bị hạ xuống. Đấy, thì đây là những cái thông tin mà chúng ta cần theo dõi, rõ ràng là châu Á cũng đang là một cái gì đó hết sức là phải thận trọng, đúng không ạ? Đặc biệt là khu vực Trung Đông rồi các cái bất ổn về địa chính trị là chúng ta phải chú ý ha. Rồi chúng ta đi vào cái biểu đồ kỹ thuật một chút xíu ha, để xem thị trường trước rồi chúng ta đi vào cái thống kê. Đây như phiên ngày hôm qua thì chúng ta thấy cái nến ngày hôm qua thì khá xấu rồi, một số các cái cổ phiếu trụ lớn ví dụ Vietcom qua nó cũng cắm đầu xuống rồi, RSI nó quách xuống rồi. Hôm nay RSI của chỉ số cũng quay xuống rồi. Đó thì cái vùng mà chúng ta đang kỳ vọng nhiều nhất là khoảng là 1160 này. Đó, về đó rồi xem đấy thì nó về tới đâu ha. Nó có thể là chạm hỗ trợ rồi nó bật lên hay không. Đây các bạn có thể kẻ một cái đường như thế này, về quanh quanh khoảng 50 này, rồi bật lại thì là tốt. Quay quan trọng là lúc hồi về tới đây thì nhóm cổ phiếu ngân hàng có quay trở lại hay không, đúng không? Kể cả như BIDV, Vietcom gì đó nó điều chỉnh rồi thì nó có tích lũy lại rồi nó có lên lại hay không. Đó thì chúng ta quan sát những vùng này, hoặc là trong trường hợp giảm điều chỉnh nhiều hơn thì nó về khoảng 1140 ở dưới này, tức là thấp hơn đây khoảng 10 20 điểm gì đó. Chúng ta cũng quanh quanh chú ý cái dịp Tết này ha. Tết này cái áp lực về việc rút tiền là nó cũng nhiều, có thể là cái lực bán nó cũng sẽ lớn hơn. Nhưng mình để ý những cái nhịp trong khoảng 1 2 tuần trước Tết đó, thì cái áp lực bán ra đó, nó vẫn nhiều hơn. Đấy, thì chúng ta phải hết sức chú ý cái câu chuyện đó thôi. Thanh khoản của ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thấp hơn ngày hôm qua, đây thể hiện cả trên này và cả cái khối lượng số lượng cổ phiếu này. Hôm nay khoảng 585 triệu trong khi hôm qua là được khoảng 811 triệu cổ. Đấy, thì đấy là cái diễn biến thị trường, có thể với xu hướng như này thì tiếp tục có thể tiếp tục điều chỉnh về khoảng 1168 trong một vài phiên tới. Nhóm trụ mà vẫn tiếp tục gọi là bị bán như thế này, vẫn rút ra như thế này thì chưa có một dòng nào thay thế. Ở hôm nay chúng ta thấy dòng tiền nó có vẻ là chuyển qua nhóm dầu khí. Hôm qua giá dầu tăng mạnh thì hôm nay nhóm dầu khí là cũng cũng khá là tích cực này. Ở nhóm liên quan đến nhóm đầu tư công, đúng không ạ? Nhóm hạ tầng ấy. Đó, nhưng mà hôm qua có một cái văn bản là đề nghị thúc đẩy nhanh cái tiến độ đầu tư công, giải ngân đầu tư công trong năm 2024 này. Đó, bơm sớm bơm mạnh ngay từ đầu. Đấy thì đấy nó cũng nhận những cái thông tin mà có thể là hỗ trợ cho ít nhất là hai cái nhóm ngành đó. Còn lại nhóm ví dụ như những nhóm mà có kết quả kinh doanh, ở đây là chúng ta thấy là cập nhật kết quả kinh doanh này. Đúng không ạ? Hơn 500 doanh nghiệp công bố mà có nhiều doanh nghiệp ghi nhận cái mức kỷ lục, ví dụ như là P&G, Dược Hậu Giang rồi FPT, Nhựa Tiền Phong, Viettel, tổng công công trình Viettel đó. Đó, rồi công viên nước Đầm Sen chẳng hạn. Đó, thì chúng ta thấy là tăng trưởng lợi nhuận cũng tương đối cao, đúng không? Như P&G thì là cái lợi nhuận sau thuế của nó khoảng 1.971 tỷ, tăng 9% so với năm 2022. Còn FPT thì chúng ta thấy là tăng trưởng khoảng 22%. Riêng FPT thì chúng ta thấy là năm nào cái biên lợi nhuận cái tăng trưởng của nó, đúng không? Là nó cũng khoảng tầm từ 18 cho đến 20 22% thôi. Các bạn để ý vài năm gần đây thôi. Lợi nhuận sau thuế luôn. Đó, cái năm nào năm ngoái thì tăng trưởng như 20%. Năm nay tăng 22%. Lũy kế như thế thì các bạn cứ tính hình dung ra là gì?
sau năm cứ khoảng 20% đi, thì sau khoảng 5 năm thôi, 4 năm hơn 4 năm một tí thì là nó gấp đôi rồi, tương đối khỏe đúng không? Nhựa tiền phong cũng vậy, là tăng 16%, lãi khoảng gần 560 tỷ, là lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp nhựa tiền phong kể từ khi niêm yết đó. Rồi công trình Viettel cũng vậy, tăng 14% đúng không ạ, tăng trưởng 14% 6 năm vẫn là cao nhất nào đúng không ạ. Nhưng mà cũng có một vài các cái doanh nghiệp thì lợi nhuận suy giảm đó, thậm chí là cũng có những doanh nghiệp lỗ, ví dụ như Techcom mà chúng ta thấy lợi nhuận là suy giảm khoảng 10%. TP hóa chất Đức Giang, hóa chất Đức Giang thì đạt kế hoạch đề ra nhưng mà vẫn là thấp hơn so với năm ngoái, tức là suy giảm so với năm ngoái. Năm ngoái là nó đạt đỉnh lợi nhuận, Phát Đạt cũng đạt chỉ tiêu. Ví dụ ở đây chúng ta thấy cái bảng thống kê này đúng không ạ, đấy. Ví dụ như Techcom là chúng ta so với cùng kỳ là giảm 11% này, rồi TP Bank giảm 29% so với cùng kỳ, Đức Giang giảm tới 44% so với cùng kỳ này, Phát Đạt là giảm 40% so với cùng kỳ, HCM, PSR cũng đều giảm hết ha. Ở cái chiều mà tăng tăng mạnh so với cùng kỳ thì chúng ta thấy có một số các cái công ty, ví dụ như nãy mình nói là công ty chứng khoán chẳng hạn, là chúng ta thấy chứng khoán VIX tăng 2, đây là lãi nha, lãi chứ không phải tính doanh thu đúng không? Lãi 966 tỷ tăng 210% so với cùng kỳ, hoặc là chứng khoán SHS này tăng 245% đó. Ngoài ra VND này tăng 66%, một số công ty chứng khoán khác ha. Ở nhóm chứng khoán thì chúng ta thấy là có VCI, VCI là cái lợi nhuận nó suy giảm so với cùng kỳ, ví dụ suy giảm tới 43%. Rồi một số các cái công ty chứng khoán khác, ví dụ như BSI tăng tới 263%. Đó, ở đây nó có cái thống kê hết, là chúng ta vào trang Ham Việt Nam Biz, ở đây họ thống kê dữ liệu đây cho chúng ta đọc, chúng ta theo dõi thêm là những cái trong cái bối cảnh như thế này để chúng ta so. Đầu tiên là đây họ so hai thứ, là so cái lợi nhuận của quý 4 năm nay so với cùng kỳ đúng không ạ, rồi so cái của năm 2023 so với cùng kỳ đấy, rồi đấy là doanh thu, rồi cái lợi nhuận ròng này nó từng quý như thế nào, rồi cả năm 2023 như thế nào đấy, thì chúng ta để chúng ta hình dung được cái câu chuyện là cái tăng trưởng hoặc là cái suy giảm tăng trưởng của doanh nghiệp nó đang diễn ra như thế nào đó. Rất nhiều ha. Nhóm chứng khoán thì chúng ta thấy là một vài công ty chứng khoán có cái tăng trưởng lợi nhuận, như chứng khoán Công Thương CTS cũng tăng đến 164%. Còn lại thì ở nhóm chứng khoán thì có VCI và HCM là cái suy giảm lợi nhuận so với cùng kỳ thôi, còn lại là cũng tăng. VND, MBS, ORS, BVS đều tăng mạnh ha. Chứng khoán DSC cũng vậy này, tăng 265% này, Chí Việt cũng tăng 263 này, chứng khoán Công Thương trước này tăng 707%, Hòa Bình đang một chứng khoán Hòa Bình nha, tăng 198%. Những cái dàn đa phần là mấy công ty chứng khoán lớn lớn thì chúng ta thấy là tăng trưởng khá tốt. Ở cái chiều mà suy giảm lợi nhuận này cũng nhiều doanh nghiệp là lỗ lớn đấy, thì chúng ta thấy trong một cái bối cảnh như thế, một cái bối cảnh là rất nhiều kinh kinh tế nói chung thì mình không không đánh giá nữa đúng không ạ, nhưng mà chúng ta thấy là nhiều doanh nghiệp thì cũng báo lãi lớn đấy, gọi là đạt đỉnh lợi nhuận trong cái bối cảnh như thế này, nhưng mà vẫn có những doanh nghiệp là suy giảm lợi nhuận, và đâu đó cũng có những doanh nghiệp là báo cáo lỗ. Kể cả dù như chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy cũng, đây là đa phần là những doanh nghiệp nhỏ đúng không ạ, những doanh nghiệp nhỏ nhưng mà nó cũng ở khá nhiều các cái ngành nghề khác nhau đấy, thì đấy thì chúng ta theo dõi thêm, không phải là ông nào cũng lãi to, ông nào cũng ngon, cho nên là cái kia cái việc mà chúng ta lựa chọn doanh nghiệp, lựa chọn cổ phiếu mà chúng ta đầu tư nắm giữ cũng phải hết sức thận trọng đúng không ạ. Thậm chí kể cả những cái doanh nghiệp thuộc nhóm mà chúng ta cảm thấy là yên tâm, như là nhóm điện chẳng hạn đó, rồi nhóm vận tải đúng không ạ, vận tải biển này nha, thì chúng ta thấy đôi khi có những doanh nghiệp vận tải thì lãi nhưng mà cũng có những doanh nghiệp vận tải thì lỗ. Kể cả chứng khoán cũng vậy đúng không, có công ty chứng khoán thì báo lãi, có công ty chứng khoán thì báo lỗ, ngân hàng cũng thế, gần gần như tôi nói các bạn là gần như tất cả các nhóm ngành đúng không ạ, thì sẽ có những doanh nghiệp mạnh và những doanh nghiệp yếu. Để mà gì, để những doanh nghiệp nào mà vẫn tăng trưởng tốt, vẫn duy trì lợi nhuận tốt thì chúng ta có thể theo dõi, và chúng ta đưa vào những cái danh mục của mình để theo dõi rồi nghiên cứu thêm, thì chúng ta có thể đầu tư được. Đó. Nhất là tôi nói rồi, nhất là trong những cái bối cảnh thị trường nền kinh tế nó xấu như thế này đúng không ạ, nó mọi thứ nó đang yếu như thế này mà chúng ta lựa ra được những cái ông mạnh thật mạnh, mà chúng ta kiên nhẫn, chúng ta đầu tư, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta gom thì chúng ta tích lũy vô thì có lẽ là nó vẫn hiệu quả, chứ cũng không phải là chúng ta sợ sệt cái câu chuyện là ừ thế ra báo cáo rồi thì
hết game rồi thế này thế nọ, đúng không? Đấy, các bạn để ý vị FPT chẳng hạn, năm nào cái tăng trưởng lợi nhuận nó cũng 20%, thì còn các bạn kỳ vọng gì nữa trong cái bối cảnh này? Thế là ổn rồi. Còn những cái ông mà đột biến như thế này thì chúng ta lại bắt đầu soi tiếp xem là cùng kỳ nó như thế nào mà nó lại đột biến như thế. Ví dụ nhiều khi nay tăng mấy trăm phần trăm nhưng mà trong bối cảnh năm ngoái âm chẳng hạn. Đó, thì nó có duy trì nó bền hay không? Ở đây tôi nói là cái tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nó bền nhá, nó bền trong cái bối cảnh này, cứ duy trì đều 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 như thế nó còn ổn hơn là cái ông mà tự nhiên năm ngoái âm với năm nay dương thì nó kiểu gì nó chả dương nhiều, đúng không ạ? Duy trì đều ở năm ngoái lợi nhuận ví dụ như là lợi nhuận 1.000 tỷ, năm nay lợi nhuận 1.200 tỷ, thế là 20% rồi, và năm sau lại lên lợi nhuận 1.500 tỷ đó, thì như dạng như vậy thì nó mới là tăng trưởng, chứ không phải là năm trước âm trong năm nay dương, là thấy dương bát ngát là chúng ta thấy nói là đánh giá nó là tích cực thì cũng không đúng. Thôi thì cũng chia sẻ thêm mọi người như vậy, các cái thông tin như thế này thì các cái trang báo họ cũng tổng hợp họ đưa hết lên đây rồi, chúng ta theo dõi và chúng ta tìm thêm. Đây mình đưa chia sẻ thêm một số các cái góc nhìn và một số các cái cách thức thôi để chúng ta có thể là theo dõi nghiên cứu và chúng ta đầu tư được. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.